Cô chào tất cả các bạn. Chúng ta cùng đến với tiết luyện tập bài luật tục xưa của người ED. Bây giờ là bức tranh vẽ hình những người ED nè các bạn. Bài đọc này chia thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất, từ chuyện nhỏ thì xử nhẹ cho đến phải chịu chết. Đoạn 2, từ phải nhìn tận mặt cho tới mới chắc chắn. Và đoạn 3, từ tội không hỏi cha mẹ đến diều tha quạ mổ. Chúng ta rèn đọc theo 3 đoạn này cho cô nhé. Đây là 2 đoạn đầu tiên, con rèn đọc. Đây là đoạn 3. Và đây là cả bài trong sách giáo khoa. Chúng ta qua luyện đọc. Từ vòng tròn, con lưu ý âm tr. Khắc dấu, con chú ý vần ắc. Cây rừng, con chú ý âm r. Chắc chắn, con chú ý vần ắc và vần anh. Khoanh, chú ý vần oanh. Cụm từ gánh không nổi, nhìn tận mặt, con nhớ nhấn giọng cho cô. Gánh không nổi, nhìn tận mặt. Đây là câu dài con cần rèn. Con chú ý ngắt giọng ở những chỗ cô gạch chéo. Ví dụ, có cây đa, phải hỏi cây đa. Có cây sung, phải hỏi cây sung. Có mẹ cha, phải hỏi mẹ cha. Chúng ta qua tìm hiểu bài. Luật tục chính là những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc. ED, tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên. Song, co, các đơn vị tiền cổ của người ED, hai song bằng một co. Tang chứng, sự vật, sự việc, chứng tỏ hành động phạm tội. Nhân chứng là người làm chứng. Trả lại đủ giá là trả lại đủ số lượng và giá trị. Đây là hình ảnh cái gùi đó các bạn, một vật dụng được làm bằng tre mây, đan thủ công, rất là phổ biến ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đây là cây sung, là loại thân cây gỗ lớn mọc nhanh như họ dâu tằm. Nó mọc hoang dại ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Chúng ta cùng tìm hiểu bài nhé. Câu hỏi số 1, người xưa đặt ra luật tục để làm gì? Câu trả lời của cô. Người xưa đặt ra luật tục để trừng phạt những người có tội và bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng. Con đọc lại bài để trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi 2, kể những việc mà người ED xem là có tội. Và đây là câu trả lời của cô. Đó là các tội: tội không hỏi mẹ cha, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình. Câu hỏi 3, tìm những chi tiết cho thấy đồng bào ED xử phạt rất công bằng. Đó là đồng bào ED quy định các mức xử phạt rất công bằng, chuyện nhỏ thì xử nhẹ, phạt tiền một song, chuyện lớn thì xử nặng, phạt tiền một co, người phạm tội là bà con, anh em cũng phải xử như vậy. Tang chứng là phải nhìn tận mặt, bắt tận tay, lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao của kẻ phạm tội, phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị. Câu hỏi 4, hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. Cô giới thiệu các con nha. Một số luật đó là luật giáo dục, luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình, luật thương mại, luật giao thông, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Nội dung của cả bài đọc này, người ED từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt rất nghiêm minh
công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của dân làng. Cô trò chúng ta cùng rèn đọc diễn cảm nha. Ở đoạn này các con cần ngắt giọng ở những chỗ cô gạch chéo và nhấn giọng ở những chỗ cô gạch chân. Ví dụ như những từ cây đa, cây sung, từ mẹ cha, vân vân. Cô đọc mẫu cho các con nghe nha. Tội không hỏi mẹ cha. Có cây đa, phải hỏi cây đa. Có cây sung, phải hỏi cây sung. Có mẹ cha, phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha. Đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ. Bán cái này, mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai, phải đưa ra xét xử. Tội ăn cắp, kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội, kẻ đó phải trả lại đủ giá. Ngoài ra, phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp. Tội giúp kẻ có tội, kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội. Dựa vào cách đọc của cô, các con rèn đọc diễn cảm lại nhé. Cô chúc các con luôn học giỏi, chăm ngoan và giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch này. Cô chào tất cả các bạn.